Bích Trâm cùng 3 minh tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả gần xa đã luôn ủng hộ và chọn kênh Thời báo sự thật để theo dõi và cập nhật tin tức mỗi ngày. Kính chúc quý vị có một ngày thật tốt lành và bình an. Chương trình ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Trời sập, dân Mỹ té ngửa, Nancy Pelosi khiến Trung Quốc điền tiết vì lần đầu tiên làm điều này. Hai người Mỹ gốc Trung Quốc bị bắt vì cáo buộc lừa đảo 27 triệu USD cấp thẻ xanh, bán quyền tiếp cận các chính trị gia nổi tiếng. Tổng thống Mỹ công bố hàng loạt những biện pháp hành chính chống biến đổi khí hậu. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vào tối ngày 20 tháng 7, theo giờ Hoa Kỳ, tờ Financial Times dẫn 6 nguồn tin tiết lộ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ dẫn đầu một phái đoàn sang thăm Đài Loan vào tháng 8 tới nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc. Đây là động thái bà Pelosi đã khiến Trung Quốc giận dữ khi họ đã phát đi thông báo sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để ngăn chặn chuyến thăm của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ và thông tin về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ Trung vẫn ở trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1979. Kế hoạch trên cũng được đưa ra vào thời điểm tổng thống Mỹ Joe Biden, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đang chuẩn bị cho một cuộc hội đàm trực tuyến trong những tuần tới. Ba nguồn tin đã cho biết rằng Nhà Trắng đã bày tỏ quan ngại về chuyến thăm Đài Loan sắp tới của bà Pelosi bởi vì sẽ diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Trung Quốc khi nước này sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc ngày 1 tháng 8. Bà Ponia Glaser, chuyên gia về Đài Loan tại quỹ Marshall của Đức, đã cho biết Bắc Kinh đã trở nên quá nhạy cảm với Quốc hội Mỹ rồi. Bà Glaser đã nhận định rằng trung quốc tin rằng quốc hội mỹ và nhánh hành pháp đang phối hợp để kiềm chế sự trỗi dậy của nước này do chủ tịch quốc hội nancy pelosi thuộc đảng dân chủ cùng với đảng của tổng thống joe biden nên chuyến thăm của bà được xem là một trong những phần của chiến lược sử dụng đài loan như là một quân bài chống lại trung quốc và cung cấp sự ủng hộ chính thức cho nỗ lực tìm kiếm độc lập của đài loan trong khi đó thì hai nguồn tin thân cận đã cho biết rằng sự chia rẽ trong chính quyền Mỹ về việc liệu bà Pelosi có nên thăm Đài Loan hay không. Nguồn tin thứ 6 đã cho hay vẫn có khả năng chuyến thăm lần này của bà Pelosi sẽ không thành công. Nếu như chuyến thăm này được diễn ra theo đúng kế hoạch thì đây sẽ là chuyến đi Đài Loan đầu tiên sau 25 năm của một chủ tịch Hạ viện Mỹ đương nhiệm và lần cuối cùng là vào năm 1997 khi ông New Gingrich gặp lãnh đạo Đài Loan lúc bấy giờ là ông Lý Đăng Huy. Và theo lịch trình, phái đoàn của bà Pelosi cũng sẽ thăm Nhật Bản, Singapore, Indonesia và Malaysia, cũng như thăm trụ sở Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ tại Hawaii. Văn phòng của bà Pelosi hiện nay cũng chưa xác nhận chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm tới thăm đảo Đài Loan hay là bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Á. Trong khi đó, thì Nhà Trắng đã từ chối bình luận về kế hoạch công du của Quốc hội. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết rằng, Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi hình thức tiếp xúc chính thức giữa Mỹ và Đài Loan. Một phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo, chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan sẽ tác động nghiêm trọng đến nền tảng chính trị và quan hệ Trung Quốc và Mỹ, đồng thời cũng gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới lực lượng ly khai đòi độc lập tại Đài Loan. Trước đó thì truyền hình của Đài Loan đã đưa tin, bà Pelosi ban đầu dự định sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Đài Loan vào ngày 10 tháng 4. Tuy nhiên, chuyến thăm đã bị hoãn lại đến một ngày sau này, sau khi bà có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và do vấp phải sự phản đối gay gắt của giới chức chính quyền Bắc Kinh. Hai người Mỹ gốc Trung Quốc bị bắt vì cáo buộc lừa đảo 27 triệu USD cấp thẻ xanh bán quyền tiếp cận các chính trị gia nổi tiếng theo một thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 20 tháng 7 đã cho hay, hai người dân New York đã bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo khoảng 27 triệu USD từ các nhà đầu tư. Một phần do hứa hẹn là giúp họ tiếp cận với các chính trị gia nổi tiếng như là cựu tổng thống Donald Trump. Và hai công dân này có tên là Sherry Shirley và Len Bowen, còn được gọi là Mike Wang, đã duy trì một kế hoạch kéo dài từ một thập kỷ từ đầu tháng 5 năm 2013 để thu hút các nhà đầu tư vào một dự án hư cấu nhằm phát triển một cơ sở giáo dục tư nhân, nơi ông Lee từng là hiệu trưởng, theo một đơn khiếu nại chưa được niêm phong vào hôm thứ Hai. Thưa quý vị, tổ chức này còn được gọi là Trung tâm Giáo dục Thompson, hoặc có tên gọi khác là dự án GEC ở hạt Sullivan của thành phố New York, đã trở thành bình phong cho Lee và những người khác bòn rút tiền từ hơn 150 nhà đầu tư là nạn nhân. Theo hồ sơ ghi nhận được, Thông qua dự án GEC, ông Lee 50 tuổi và ông Quang 45 tuổi cùng với đồng phạm đã huy động được 16,5 triệu USD từ các nhà đầu tư. Với lời hứa đó là sẽ cung cấp thẻ xanh để đổi lại khoản đầu tư 500.000 USD thông qua chương trình đầu tư vào Mỹ nhận thị thực có tên là EB5, cũng như 11 triệu USD từ các nhà đầu tư cổ phiếu vào đợt IPO của dự án họ đã đảm bảo sẽ diễn ra Lee và những người khác đã chiếm được và rửa ít nhất là 2 triệu USD trong số tiền này, chi ít nhất 2,5 triệu USD khác cho nhiều chi phí cá nhân khác nhau mà không có mục đích kinh doanh rõ ràng. Và các chi phí cá nhân bao gồm như là quần áo, phụ kiện, đồ trang sức, nhà ở, du lịch, nghỉ dưỡng, ăn uống cao cấp và các khoản đóng góp chính trị cho các quan chức nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ông Lee và ông Quang bị buộc tội âm mưu gian lận, rửa tiền, lừa đảo nước Mỹ bằng cách lại gây trở ngại cho chính quyền liên bang trong việc điều tra sự việc này. Và cả hai đều là công dân Hoa Kỳ nhập tịch gốc Trung Quốc. Luật sư Hoa Kỳ ông Brian Pease yêu cầu hai người bị giam giữ mà không được bảo lãnh và lưu ý. Rủi ro đáng kể do mức độ nghiêm trọng của những hành vi phạm tội là một bằng chứng tội lỗi quá lớn. Và hai bên cũng có những mối quan hệ lâu dài và quan trọng với Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong trường hợp của Wang và không có quốc gia nào có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ nếu như họ bỏ trốn. Bán quyền tiếp cận với cựu tổng thống Lee và Wang đã sử dụng số tiền họ nhận được để tài trợ cho những hoạt động chính trị nhằm tiếp cận các chính trị sự kiện và chụp ảnh với các quan chức được bầu, các công tố viên cáo buộc. Và những bức ảnh như vậy lần lượt trở thành mồi nhữ của họ để thu hút thêm vốn đầu tư vào dự án GEC. Cặp đôi và 12 khách nước ngoài đã tham gia một sự kiện gây quỹ này vào ngày 28 tháng 6 năm 2017 và chụp ảnh với Tổng thống lâm thời. Các khách nước ngoài, bao gồm 11 công dân Trung Quốc và một Singapore, bị tính phí vào cửa là 93.000 USD mỗi người. Sau đó, cặp đôi này đã sử dụng số tiền này để quyền góp bất hợp pháp 600.000 USD cho chiến dịch ủng hộ Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa, nơi tổ chức sự kiện này. Bộ Tư pháp cho biết, một bức ảnh chụp ly đang mỉm cười bên cạnh ông Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump sau đó đã được xuất hiện trong một tập tài liệu tiếp thị của GAC. Tài liệu của tòa án đã cho biết rằng, Quang nói một công dân Trung Quốc năm 2018, họ có thể trả 220.000 USD nếu muốn gặp chủ tịch và các thành viên của quốc hội. Năm 2019, ông Quang đã gửi cho một cuộc trò chuyện nhóm một bức ảnh của một công dân Trung Quốc và ông Donald Trump tại cuộc gây quỹ vào tháng 8 năm 2019 và nói với họ rằng họ đã sắp xếp mọi thứ cho cuộc gặp của hai người. Hồ sơ đã cho biết, một người trong cuộc trò chuyện đã đầu tư hơn 20.000 USD vào dự án TEC khoảng hai tuần sau đó. Lời hứa suông. Lời hứa suông về thẻ xanh. Đơn khiếu nại lưu ý rằng chưa có nhà đầu tư EB5 nào nhận được thẻ xanh tạm thời hoặc là vĩnh viễn. Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ USCIS, cơ quan giám sát dự án EB5, đã gửi các thông báo cho những nhà đầu tư của dự án TEC kể từ tháng 3 năm 2017 rằng cơ quan này có thể từ chối các yêu cầu thẻ xanh bởi vì USCIS không thấy kế hoạch kinh doanh của TEC đáng tin cậy và dự án TEC hứa là sẽ xây dựng hai tòa nhà lớp học đại học, hai trung tâm hoạt động sinh viên đại học, một trung tâm thể thao, một trung tâm cộng đồng và sáu ký túc xá sinh viên, bao gồm 132 nhà ở kiểu nhà phố, 200 căn hộ hai phòng ngủ và 50 căn hộ ba phòng ngủ. CSCIS đã đặt câu hỏi liệu một kế hoạch như vậy có khả thi ở hạt Sullivan, một quận nông thôn không có sẵn cơ sở hạ tầng cho một dự án mật độ cao, ghi nhận dựa trên hồ sơ. Như là USCIS đã viết trong thông báo, thì việc không có kế hoạch giải quyết các nhu cầu cơ sở hạ tầng cơ bản của một dự án quy mô như thế này ở một quận nông thôn không cung cấp độ tin cậy cho cả một kế hoạch kinh doanh và ước tính sẽ tạo việc làm. Tổng thống Mỹ công bố hàng loạt những biện pháp hành chính chống biến đổi khí hậu Ngày 20 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hàng loạt biện pháp hành chính nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, đồng thời cũng cam kết nỗ lực thúc đẩy các kế hoạch khí hậu của chính phủ vốn đang gặp trở ngại ở quốc hội và tòa án tối cao và trong một bài phát biểu trong chuyến công du tới bang massachusetts đông bắc mỹ tổng thống joe biden đã gọi biến đổi khí hậu là một mối nguy hiểm hiện hữu và hiển nhiên đối với mỹ hiển nhiên đối với thế giới ông cho rằng đây là một trong những trường hợp khẩn cấp và ông sẽ theo dõi sát sao diễn biến này Biden nêu rõ biến đổi khí hậu sẽ đẩy sức khỏe của người dân Mỹ cũng như là an ninh quốc gia và nền kinh tế vào nguy hiểm. Do vậy, thì nước Mỹ cần phải hành động thật là nhanh chóng. Trong một số hành động đó, thì theo Biden là việc chính phủ sẽ đầu tư 2,3 tỷ USD để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm ứng phó với những thiên tai tại các địa phương. Và nguồn kinh phí mới này cũng có thể giúp mở rộng kiểm soát lũ lụt, nâng cấp những tiện ích, trang bị thêm các tòa nhà, giúp các gia đình có thu nhập thấp thanh toán chi phí sưởi ấm và làm mát. Bên cạnh đó thì chính phủ Mỹ cũng chủ trương thúc đẩy dự án xây dựng các trung tâm làm mát và dự án điện gió ngoài khơi ở vịnh Mexico. Ông đã khẳng định rằng dù là có hay là không có sự ủng hộ của một số nhà lập pháp Mỹ thì ông cũng sẽ sử dụng quyền hành chính để ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu này tuy nhiên những động thái mới của chính quyền washington chưa đáp ứng được sự mong đợi của các nhà lập pháp của đảng dân chủ và các nhà hoạt động môi trường những người luôn muốn tổng thống biden hãy chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu để kích hoạt ngay đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm tăng cường ngay sản xuất nhiều loại sản phẩm và hệ thống năng lượng tái tạo Trước đó, cùng ngày, Thượng nghị sĩ Jeff Merkley và 8 thành viên của đảng Dân Chủ đã gửi thư tới ông Biden, trong đó hối thúc nhà lãnh đạo Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, sử dụng những hành động hành pháp tích cực để hạn chế lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch và tối đa hóa việc sử dụng xe điện. Những tuyên bố của Tổng thống Joe Biden đã được đưa ra trong bối cảnh có khoảng 100 triệu người Mỹ từ New York đến Las Vegas có nguy cơ đối mặt với đợt nắng nóng mới trong tuần này. Và trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, ông Biden đã cam kết sẽ có những hành động cứng rắn đối với biến đổi khí hậu, đồng thời là thúc đẩy các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu về việc cắt giảm 50% khí gây ô nhiễm môi trường vào năm 2030. Bên cạnh đó là tiến tới sử dụng 100% năng lượng sạch năm 2035. Tuy nhiên, những kế hoạch khí hậu của Biden dường như lại đi không đúng hướng do một số trở ngại lớn rồi. Do đó có việc Quốc hội Mỹ không thông qua các biện pháp khí hậu quan trọng và năng lượng sạch trong dự luật ngân sách liên bang, cũng như là cuộc xung đột tại Ukraine làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu. Hồi tháng trước, tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết hạn chế việc chính quyền liên bang ban hành các quy định nhằm giảm khí phát thải từ các nhà máy điện. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh thời báo sự thật. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi bích trâm xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo